Xin mời bạn Phật tử Phùng Thế Sơn ở Nhật Bản có câu hỏi trực tiếp ạ. Dạ, con kính bạch cô cùng tất cả các đạo hữu ở trong nhóm Phật tử xa xứ ạ. Khi con xem cái video mà là sư phụ làm lễ thế pháp cho 20 bạn Phật tử tại gia đấy ạ. Khi xem cái video đó thì con rất là xúc động cô ạ. Con rất là xúc động và cảm thấy các bạn ấy thật là có phước, thật là đủ duyên. Thế thì con bạch cô là những người Phật tử tại gia như bạn ấy đã tạo những phước duyên gì mà đến bây giờ có thể có đủ cái dũng khí để mà có thể cắt được những cái ái ở trong đời sống tại gia này mà có thể dấn thân vào con đường tu tập mà giải thoát được duyên lành như vậy ạ. Con xin tri ân công đức của cô ạ. Khi mà xem video đã thấy các Phật tử được thế pháp xuất gia thì không biết là kiếp trước tạo những cái nhân gì mà có thể đi xuất gia được. Thì kính thưa các quý đạo hữu, hôm nay Tâm Chiếu Hoàn Quán sẽ nói sâu về vấn đề này. Không biết người ta có hữu duyên gì mà người ta đi xuất gia được. Chúng ta trở lại mới thời Phật tại thế. Thời Phật tại thế thì có những người đi xuất gia rồi chứng thánh quả. Đó là các bậc thánh. Thế cũng có người xuất gia nhưng mà lại tạo ác nghiệp như là Đề Bà Đạt Đa. Đấy, các quý đạo hữu có thấy đúng không? Thế cho nên việc đi xuất gia nó có rất là nhiều nhân duyên để mà đi xuất gia. Ví dụ, có một người có một cái mong ước thế này: tôi chán quá rồi, tôi lười làm, tôi muốn vào chùa để thôi tôi sống vật vờ qua cuộc đời này của tôi. Người ta có cái ước mong như thế, người ta cũng đi xuất gia được các bạn ạ. Đúng không? Nhưng đi xuất gia như vậy là họ tạo nghiệp để rồi họ sa đọa. Tức là đi xuất gia rồi để sa đọa. Đó là cái người mà ngại làm quá, muốn vào chùa để ăn, để ở, thế nào cũng được. Miễn là không phải no toan ngoài đời. Cho nên chúng ta đừng bao giờ khởi cái ý nghĩ rồi thôi ngoài đời mệt quá rồi, thôi đi vào chùa cho nó thảnh thơi. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Nếu nghĩ như thế thì chúng ta sẽ bị cái duyên là vào chùa nhưng không bao giờ đắc đạo được. Không bao giờ đắc đạo. Nếu không gặp các bậc thiện tri thức thay đổi cho mình cái cách tư duy. Đấy. Nên ở chùa Ba Vàng thì thầy nói rất là rõ ràng. Với lý tưởng xuất trần, với lý tưởng xuất trần thì chúng ta phải học Đức Phật Thích Ca ấy, là khi Ngài còn làm Thái tử, Ngài nói làm sao cho mình thoát khỏi cái cảnh khổ. Nhớ này, chúng ta không bao giờ bảo vào chùa là thoát cái cảnh khổ cơm áo gạo tiền, không bao giờ nói thế, mà thoát cái cảnh khổ của sinh già bệnh chết, của sinh già bệnh chết trong cái lục đạo luân hồi này. Đã có sinh ra thì phải có bệnh, phải có già và phải có chết. Và trong cái sinh già bệnh chết này, chúng ta chịu vô số cái khổ. Vô số cái khổ. Đã là chúng sinh thì chịu rất nhiều cái khổ. Dù loài nào cũng phải chịu cái khổ. Và nếu như chúng ta không mà thực hành giáo lý của Phật để giải thoát thì chúng ta chịu khổ trong luân hồi này. Tức là cái khổ phải sinh trong luân hồi này. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Chứ không phải là cái khổ của cơm áo gạo tiền. Bởi vì cái khổ của cơm áo gạo tiền là một phần khổ của trong lục đạo luân hồi này. Tất cả các loài đều bị chịu khổ của đói khát. Tất cả các loài đều chịu khổ của bệnh tật. Phải không các quý đạo hữu? Tất cả mọi loài đều chịu khổ về mạng sống. Ví dụ như là bị giết, đúng không? Các loài đấy, con nọ giết con kia đấy mà, bị giết mà chết, bị đau đớn, bị hành hạ, rồi bị chịu khổ của ngoại cảnh, rồi bị chịu khổ của nội tâm. Chịu khổ của ngoại cảnh và chịu khổ của nội tâm. Chúng ta cứ quan sát, ví dụ ở nhà chúng ta có con chó, con mèo hay bất cứ một con gì đó, rất khổ cũng chả khác gì chúng ta đâu ạ. Ví dụ các quý đạo hữu đang khổ của dịch bệnh, có sợ hãi không? Dịch bệnh nó là khổ trong luân hồi.
Và các loài nó cũng là đều khổ trong luân hồi. Trong luân hồi nó phải có khổ, không bao giờ không có khổ. Tất cả cái khổ mà chúng ta đang mang này, nó là khổ luân hồi. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Cơm áo gạo tiền nó chỉ là một phần thuộc khổ luân hồi. Chứ còn khổ luân hồi, nó là khổ cơ bản. Phải sinh trong luân hồi là phải có khổ. Cho nên khi chúng ta xuất gia, chúng ta phải xuất gia với lý tưởng rằng duy nhất chỉ có giáo pháp của Phật, chúng ta có nhân duyên thực hành được, chúng ta mới ra khỏi cái khổ luân hồi này. Còn nếu chúng ta không xuất gia, không tu tập pháp của Phật, thì chúng ta không ra khỏi được sự khổ của luân hồi. Chứ chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta vào chùa, chúng ta đỡ khổ vì chúng ta đỡ phải lo toan cuộc sống ở đời. Nếu mà như thế thì nó chưa đủ cái duyên thủ thắng cho chúng ta tinh tấn để mà thực hành pháp, để mà đạt được giải thoát. Không có được cái sự tinh tấn đó nhé. Thế cho nên là nếu như chúng ta mong muốn mà chúng ta ra khỏi được khổ sinh tử thì chúng ta sẽ có duyên xuất gia. Mà duyên xuất gia đó là duyên xuất gia rất là thủ thắng. Cho nên mỗi khi các bạn sống ở đời này, khi các bạn được những điều các bạn mong muốn thì các bạn cũng phải quán khổ. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta được quá nhiều điều mong muốn rồi, nhưng điều mong muốn đó nó cũng sẽ qua đi và chúng ta lại mong muốn cái khác. Ví dụ, hôm nay các bạn mong muốn một cái áo đẹp, đến lúc các bạn đạt được cái áo đó rồi thì các bạn lại chuyển sang mong muốn cái áo khác, đúng không? Phải không các bạn? Phải không các đạo hữu? Thế rồi, chính cái tâm mong muốn này nó làm cho mình đau khổ. Chính cái tâm mong muốn này làm cho mình đau khổ. Và chính mình cũng sẽ chịu những cái tâm mong muốn từ đối tượng bên ngoài. Phải không? Ví dụ, mình phải chịu cái sự mong muốn từ chồng mình, con mình, bố mình, mẹ mình, anh em mình, bạn bè mình. Đúng không? Mình phải chịu cái áp lực từ sự mong muốn của đối tượng bên ngoài. Đó. Khi chúng ta sinh làm thú thì chúng ta lại phải chịu cái sự mong muốn của đối tượng bên ngoài. Ví dụ trâu, phải chịu cái sự mong muốn của chủ. Phải không? Con trâu ấy ạ? Con chó cũng phải chịu cái sự mong muốn của chủ. Đấy là cái khổ trầm luân trong cái lục đạo luân hồi này. Rất khổ. Cho nên khi mình đạt được một cái mong muốn gì đó, mình biết rằng chính cái tâm mong muốn của mình còn, tức là mình còn khổ. Hết mong muốn nọ đến mong muốn kia. Và đến cuối cùng là chúng ta không bao giờ đạt được cái mong muốn của chúng ta. Đó là có loại bệnh mà không khỏi. Phải không các quý đạo hữu? Có những cơn đau muốn thoát ra mà cũng không thể nào khỏi được. Cho nên chúng ta đó, những cái cơn đau đó của chúng ta là do đâu tạo thành? Do những mong muốn của mình. Để đạt được những cái mong muốn đó, chúng ta đã bất chấp mà mạng sống của chúng sinh để cho chúng ta thỏa mãn cái mong muốn của chúng ta. Cho nên chúng ta phải chịu những cái khổ đau trên thân, trên tâm của mình do mình còn tâm mong muốn. Các đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Và giáo lý của Đức Phật Thích Ca là giúp cho chúng ta loại trừ được cái tâm mong muốn. Loại trừ được cái tâm mong muốn này. Tức là không còn mong muốn gì mà sống được tự tại. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Và chúng ta thành tựu được giải thoát chính là chúng ta biết cách điều phục tâm. Biết cách điều phục tâm nhé. Thì tất cả những người mà có nhân duyên tu tập thế phát xuất gia để đạt được đạo quả là những người thường quán khổ trong luân hồi này và muốn đi ra khỏi nó, muốn thực hành giáo lý của Phật để đi ra khỏi tất cả các khổ trong lục đạo luân hồi này, chứ không phải cái khổ trước mắt là cơm áo gạo tiền, là thảnh thơi không có sự ràng buộc của vợ chồng con cái. Đấy, mà là muốn thoát tất cả các sự khổ. Trong tất cả các loài đều có cái sự tranh đấu. Các đạo hữu có thấy đúng không? Trong tất cả các loài có sự tranh đấu, bản thân chúng ta cũng có cái sự tranh đấu. Ví dụ, mình kém hơn người khác, mình không chịu được. Có phải là trong tâm chúng ta luôn có sự tranh đấu không? Nào đã có ai bảo mình đâu. Nhưng chúng ta luôn luôn muốn hơn người khác, đấy là sự tranh đấu đấy. Thì chính cái muốn hơn người khác nó thiêu đốt chúng ta, đúng không các quý đạo hữu? Và chúng ta phải cắt đứt được cái tâm mong muốn, tâm tranh đấu hơn thua, và chỉ có giáo lý của Phật mới có thể giúp cho chúng ta điều đó. Các đạo hữu ạ, đấy,
xuất gia với cái tâm trí giác ngộ, trí giác ngộ tâm nhàm chán các khổ sinh tử. Tâm thì thấy nhàm chán các cái khổ sinh tử vì thấy nó thiêu đốt mình quá. Và cái trí của mình đã rõ biết chỉ có con đường duy nhất là thực hành giáo pháp của Phật, chúng ta mới ra khỏi những cái khổ này thôi. Chứ còn cái gì của chúng ta đạt được ngày hôm nay nó sẽ mang cho chúng ta khổ ngày mai. Ví dụ, chúng ta rất là yêu một người nào đó, chúng ta muốn đạt được cái mong muốn của mình là chúng ta lấy được nhau. Nhưng lấy được nhau, tâm của hai người lại luôn mong muốn người kia phục vụ mình. Chính nó sẽ là thiêu đốt chính mình. Phải không các đạo hữu? Đúng không? Ai cũng thế thôi. Trong thế gian này, làm gì có người nào mà nói rằng anh yêu em, anh sẽ làm mọi việc theo ý của em đừng làm việc theo ý của anh. Đúng không các đạo hữu? Mà người kia cũng muốn mình được người ta làm theo ý mình, và người này cũng muốn mình làm theo ý của người ta, và bản thân mình thì không bao giờ làm theo ý của ai cả. Cho nên cái điều mong muốn đó là cái điều mong muốn không bao giờ thực hiện được, cho nên cả hai cùng khổ đau. Các đạo hữu thấy đúng không? Đấy. Thế bây giờ là ở thế gian này nó rất là khó. Tâm chiếu hoàn quán nói chuyện này để cho các quý đạo hữu rõ này. Nếu như chúng ta mong cho con hổ nó được sống được hạnh phúc thì đương nhiên là con lai nó phải bị chết rồi. Phải không? Con trâu con bò nó chết. Bởi vì con hổ nó phải ăn con lai, con trâu con bò thì nó mới lo chứ. Mình mong cho con hổ nó được hạnh phúc thì đương nhiên là phải mong cho con kia nó đến để cống hiến cho con này chứ. Các quý đạo hữu có thấy đúng không? Thế bây giờ con rắn chẳng hạn, nó chuyên ăn con cóc mới ăn con gì đấy. Thế chúng ta muốn là con rắn nó được lo đủ thì đương nhiên là phải con cóc nó phải chết rồi. Phải không quý đạo hữu? Con ếch con nhái nó phải chết rồi. Đấy, vì thế cho nên đã sống ở trong vòng luân hồi này, chúng ta không thể mong cho ai hạnh phúc được, không thể giúp cho ai hạnh phúc tuyệt đối được, và chúng ta cũng không thể hạnh phúc tuyệt đối được khi chúng ta còn có mong muốn người khác làm cho mình vui. Đúng không quý đạo hữu? Thì không bao giờ chúng ta có được hạnh phúc, vì người khác cũng mong muốn mình làm cho người ta vui. Phải không? Thế cho nên nó có hạnh phúc được đâu. Và chúng ta quan trọng là chúng ta còn không hiểu nhau nữa, không biết được nhau. Ví dụ, Tâm Chiếu Hoàn Quán nói một ví dụ thế này. Hai vợ chồng rất là yêu thương nhau, nhưng ngày hôm nay tự nhiên người vợ thấy khó chịu, người của người vợ thấy khó chịu và rất mong muốn là người chồng sẽ làm cái gì đó để cho giúp cho mình, để cho mình được an ổn. Nhưng chúng ngày hôm đó người chồng cũng khó chịu trong người. Phải không quý đạo hữu? Và người chồng cũng mong muốn là người vợ làm cái gì đó cho mình để cho mình đỡ mệt. Và hai người này đều không đạt được mong muốn đó thì hai người này sẽ nghĩ xấu về nhau. Phải không quý đạo hữu? Cho nên nó không bao giờ có được cái sự hòa hợp tuyệt đối. Cho nên không có cái hạnh phúc tuyệt đối. Chúng ta tư duy như thế và chúng ta thấy ở thế gian này không có hạnh phúc tuyệt đối. Không có cả hạnh phúc tương đối nữa, mà chỉ có kham nhẫn tuyệt đối và kham nhẫn tương đối. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Nếu ai kham nhẫn được nhiều thì người đó bớt đi sự khổ đau. Thế thôi. Còn nếu ai không kham nhẫn được thì sẽ bất mãn nhiều. Chứ còn thế gian này là một nơi mà chúng sinh gây khổ cho nhau mà. Các đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Chúng sinh gây khổ cho nhau. Thế cho nên khi chúng ta quan sát được như vậy, theo lời Phật dạy, và chúng ta quan sát được các việc ở thế gian như thế, thì chúng ta nhàm chán thế gian này, nhàm chán lục đạo này, quyết từ bỏ những cái mà thế gian cho là vui. Chúng ta phải từ bỏ nó. Bởi vì thế gian cho là vui, chẳng qua thế gian mong muốn niềm vui ở thế gian. Vì người ta nghĩ rằng niềm vui thế gian sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng càng mong muốn thì càng đau dễ, đau khổ. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Càng mong muốn nhiều thì càng đau khổ nhiều. Thế, và khi chúng ta biết được như thế thì chúng ta mong muốn từ bỏ thế gian này, thì chúng ta sẽ nỗ lực tinh tấn, chúng ta mong cầu sự giải thoát và chúng ta sẽ đến được với đạo Phật. Và chúng ta sẽ tinh tấn thực hành pháp để mà giải thoát nhé. Trên cũng mong bạn nếu có đầy đủ nhân duyên thì bạn có thể tư duy thật nhiều về cái sự khổ luân hồi và bạn có thể về xuất gia được nha.